Xin chào, lại là mình đây, Min. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin 23 News, nơi sẽ cập nhật những tin tức nóng hổi nhất về eSports. Và không để cho các bạn phải đợi lâu nữa, hãy cùng xem hôm nay có gì nào. Sau 2 năm nghỉ thi đấu chuyên nghiệp, huyền thoại Jerax đã quyết định trở lại với đấu trường chuyên nghiệp. Nhưng trong màu áo của Evil Genesis và trong một buổi phỏng vấn với ESL thì Jerax đã chia sẻ về quyết định của mình. Jerax mới đây đã có những chia sẻ về chi tiết, lý do anh quyết định quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau 2 năm giải nghệ và tại sao anh lại chọn EG thay vì trở về với mái nhà xưa OG. Tôi và Bulba cũng đã có quen biết nhau trong quá khứ. Tôi khá thân thuộc với cách mà anh ta tiếp cận trận đấu và bản thân chúng tôi cũng quý nhau. Cả hai không gặp khó khăn trong việc hợp tác cùng nhau và hơn hết, đó là do chúng tôi dành cho nhau sự tôn trọng rất lớn. Tôi nghĩ mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi. Ý tôi là ngay cả khi còn thi đấu cho OG thì tôi cũng đã có những suy nghĩ về việc sẽ thi đấu cùng với các player khác. Và một trong số đó chính là ATG và Crit. Đó là một trong những chia sẻ của Jerax về lý do anh quyết định gia nhập Evil Genesis. Theo game thủ người Phần Lan, anh đã khao khát được thi đấu cùng ATG và Crit rất lâu, và việc có một mối quan hệ tốt với Bulba thì đã khiến anh quyết định trở lại để đấu quân cho EG. Jerax cũng biết rằng trình độ của bản thân ở thời điểm hiện tại còn khá hạn chế và thậm chí đôi khi anh còn không biết phải làm gì trong game. Nhưng sự giúp đỡ của những người đồng đội đã giúp anh ngày càng cải thiện bản thân. Tôi nhìn thấy tiềm năng bên trong các chàng trai của EG. Tôi thấy rằng đây là một trong những con người có thể sẵn sàng đi đường dài cùng nhau, chứ không phải kiểu chơi cùng nhau 2 tuần rồi than thở là Jerax chẳng làm được cái gì trong game cả. Tôi nghĩ là họ có thể hiểu được các nguyên tắc xây dựng một tập thể, cách tạo nên bầu không khí của một đội, và tôi đánh giá rất cao điều đó. Ít nhất là cho đến lúc này, kỳ vọng của tôi về những người anh em trong đội đã rất gần với những gì mà tôi tưởng tượng. Vì vậy, mọi thứ lúc này có thể nói là khá ổn. Vào ngày hôm qua, ngày 23 tháng 12 năm 2021, trang chủ của Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến đã chính thức đăng tải thông tin xử lý Phạm Minh Phước SC Minas cấm anh khỏi tất cả các giải đấu của Riot Games hoặc các giải đấu liên quan với nội dung chi tiết như sau. Phạm Minh Phước SC Minas sẽ bị cấm vô thời hạn khỏi mọi hoạt động thể thao điện tử của Riot Games, bao gồm giải đấu chính thức và giải đấu do đơn vị thứ ba tổ chức do vi phạm điều 8.3 liên quan đến hoạt động cá cược. Quyết định được ban hành sau khi cân nhắc sự nghiêm trọng của hành vi phá hoại tính liêm chính trong giải đấu thi đấu thể thao điện tử cùng với các tiền án của Minas tại các giải đấu thể thao điện tử khác do Riot Games tổ chức. Hình phạt thì đã có ngay hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2021. Hành vi này đã được Riot Games đánh giá kỹ càng cũng như xem xét ở mọi khía cạnh khác nhau của lỗi vi phạm. Có thể nói, nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp hiện nay đang có những suy nghĩ sai lệch và không nhận thức được vị trí của mình, cũng như nhiệm vụ và trách nhiệm. Riot Games đã và đang kiểm soát rất gắt gao những tuyển thủ của mình để có thể đảm bảo được sự minh bạch cũng như rõ ràng của bộ môn eSports nói chung và các giải của nhà Riot Games nói riêng. Trước khi sự việc diễn ra, người hâm mộ từng rất kỳ vọng vào Minas sẽ trở lại mạnh mẽ cùng Tốc Chiến và đưa khu vực Việt Nam trở thành một thế lực và tựa game này. Chính anh cũng đã từng nhấn mạnh rằng bản thân sẽ nỗ lực hết sức để giúp FPTC cũng như Tốc Chiến Việt Nam đứng trên đỉnh vinh quang. Đáng tiếc thay, có vẻ như bài học từ người em trai Phạm Zeros Minh Lộc cũng đã từng bị Riot áp dụng Global Ban không hề khiến Minas cảm thấy chùn tay trước khi phạm luật. Hành vi này cũng cho thấy sự tái phạm rõ ràng của SC Minas có vẻ như không có cách nào có thể giảm nhẹ hình phạt hay bất kỳ một ân xá nào có thể giúp Minas có cơ hội tham gia lại giải đấu chuyên nghiệp một lần nữa. Cũng ngay sau đó thì Minas đã lên tiếng về án phạt của Riot. Trước hàng loạt đồn đoán của khán giả, tay chơi FPTC eSports chính thức lên tiếng. Trên Facebook cá nhân thì Minas thừa nhận đã tham gia cá độ trận đấu của FPTC eSports nhưng không bán độ. Giải Agency vừa rồi thì tôi có dính tới cá độ trận chung kết và đã tự thú cho tổ chức FPTC eSports. Tổ chức đã khai báo lên Riot Games và sau khi Riot Games giải quyết, họ đã tính cả tiền án đi đêm của tôi ở bộ môn Liên minh Huyền thoại và hình phạt là ban vĩnh viễn ở các giải đấu do Riot Games giải quyết. Thành thật xin lỗi mọi người vì hành động sai lầm của cuộc đời. Tôi ngu thật, Minas chia sẻ. Tôi không bán độ nhé, từ này nặng lắm, Minas khẳng định. Nhưng thực hư chỉ có Minas mới rõ. Ở trận chung kết Icon-C, FPTC eSports là đội giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Sau án phạt của Riot Games, tuyển thủ đường đơn của FPTC eSports cảm thấy tiếc nuối. Bởi sau nhiều năm thi đấu eSports chuyên nghiệp, anh đã gặt hái được hàng loạt thành công trong năm 2021. Đó là 3 chức vô địch liên tiếp trong màu áo của FPTC eSports. Thế nhưng khoảnh khắc huy hoàng ấy lại chẳng kéo dài được lâu khi Minas chính thức bị cấm thi đấu vô thời hạn bởi Riot Games. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi tay chơi sinh năm 1996 đang sở hữu phong độ ấn tượng khi thi đấu ở Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến. Thậm chí họ khẳng định rằng FPTC eSports không thể tiến xa tại Horizon Cup vừa qua là bởi vì Minas không thể thi đấu. Hugo Awards là giải thưởng công nhận các tác phẩm văn học hay nhất về lĩnh vực khoa học viễn tưởng và giả tưởng kể từ năm 1953. Sau một thời gian dài, năm nay đã có thêm sự góp mặt của hạng mục Best Video Game. Cũng là lần đầu tiên mà Hugo Awards có hạng mục dành cho trò chơi điện tử.
Tựa game đầu tiên đạt được giải thưởng này chính là Hades của Supergiant Games. Nó đã vượt qua hàng loạt trò chơi đỉnh đám khác như là Animal Crossing và The Last of Us Part 2 để có thể đem về danh hiệu quán quân. Giám đốc sáng tạo Greg Kasivin đã bày tỏ sự hãnh diện của mình với kỳ tích này. Ông đăng bài phát biểu thể hiện lòng biết ơn với những người đã công nhận trò chơi. Hades được ra mắt từ tháng 9 năm ngoái và dạo gần đây mới phát triển vượt bậc. Tựa game nổi tiếng và được trao giải thưởng văn học Hugo Awards nhờ có một cái nhìn khác lạ về thần thoại Hy Lạp. Nội dung Hades mở đầu dẫn dắt người chơi đến với cuộc hành trình đi tìm sự thật của Zagreus, một anh chàng có tính cách nổi loạn và thuộc diện con ông cháu cha. Anh phải chiến đấu với rất nhiều quái vật ở tầng địa ngục để đi tìm sự thật về thân phận của mình. Theo chia sẻ của các nhà phát triển, Hades được phát triển dựa trên kinh nghiệm tích lũy khi xây dựng các tựa game trước đây của họ như là Bastion và Transistor và cả Pierre. Đặc biệt là yếu tố nhập vai là một trong những điểm thu hút nhất của trò chơi, bởi vì nó đem lại sự hào hứng cho người chơi khi trải nghiệm. Bên cạnh đó, tựa game còn phát triển nhờ sự đa dạng về bối cảnh. Mỗi tầng địa ngục đều có phong cách thiết kế hoàn toàn khác nhau với sự độc đáo riêng. Nó vô cùng hoàn hảo khi kết hợp với những pha chặt chém thần sầu và xuất chiêu của nhân vật. Các vật phẩm của Hades cũng có những điểm nhấn riêng biệt. Người chơi phải sử dụng chúng để có thể xây dựng chuỗi tấn công kẻ thù, đồng thời thoát khỏi cạm bẫy trong mỗi phòng. Hades có tổng cộng 6 loại vũ khí trong mỗi lượt, đòi hỏi người chơi phải mở khóa thông qua yêu cầu đơn giản. Hades thu hút lượng người chơi hâm mộ lớn trên cả hai hệ máy PlayStation và Xbox. Sự phổ biến của nó ngày càng rộng rãi sau khi giành nhiều giải thưởng như tựa game chủ đề thần thoại Hy Lạp được yêu thích nhất tại Global Industry Game Awards, game indie hay nhất năm 2020 từ The Game Awards. Đối với hệ máy console, Hades nhận được điểm số đánh giá cao nhất nhì trên Metacritic với 93 điểm. Một tựa game có chiều sâu về cốt truyện và nhiều tầng ý nghĩa này cũng đã xứng đáng với thành công này. Ngoài Hades thì những game còn được đề cử năm nay còn có Spiritfarer, The Last of Us 2, Animal Crossing, New Horizons, Final Fantasy VII Remake và Bloodborne. Nếu bạn đam mê lĩnh vực game hay thể thao điện tử mà chưa thử trò chơi này thì quả là một thiếu sót. Phải có trải nghiệm mới có thể lý giải sao nó giành được danh hiệu cao quý của lễ trao giải Hugo Awards. Tựa game này được bán trên Steam và bạn có thể dễ dàng trải nghiệm sự nhân văn mà trò chơi mang lại sau hành trình khám phá của mình. Và đó cũng là những tin tức cuối cùng của bản tin 23 News rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến hết bản tin. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một subscribe cũng như ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức về thế giới esports sôi động nhé. Ngoài ra thì cũng đừng bỏ lỡ những giải đấu Dota 2 và những nội dung hấp dẫn trên kênh 23 nữa nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!